hơi nhạy cảm đấy, chị làm không? Chắc khó. Giờ lên mấy trái đi. Là phần phai bằng thịt thì lắm. Chậm thì như thế bạn sẽ phải chậm trong giận khơi nhảy đi. Tông như tên là tông luôn, tông giờ đây bọn quân tinh đấy, tông luôn. Còn người Việt Nam ở Smart Media. Mà mua ăn mới